Mình cần mua đất chính chủ Bình Dương, bạn nào bán xin bình luận dưới clip nhé. Xin các bạn đừng gọi bán đất vào các số điện thoại tiệm cá mà mình quay clip, vì mình mới là người cần mua đất chứ không phải các tiệm cá ấy. Các bạn gọi cho họ khiến mình cảm thấy rất áy náy vì đã làm phiền họ. Cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn, mình vào thẳng vấn đề luôn. Mình mới ghé nhà cô bán cá cảnh siêu rẻ và thấy có đợt cá đẹp quá, cho nên là phải quay lại và báo cho các bạn biết liền, để nếu bạn nào ở gần có thể ghé được thì hãy nhanh chân lên các bạn nhé. Cá sẽ nhanh hết lắm các bạn ạ. Và loại bể màu các bạn đang xem này có giá là 3.000 một con nha các bạn nha. Ở ngoài trời thì đang mưa cho nên là mình sẽ nói ngắn gọn thôi, chứ không có tiếng mưa nó chen vô nó ồn nữa các bạn. Các bạn cứ xem này các bạn này. Cái loại mà 1.000 thì cô vẫn có bán nha các bạn nha, nhưng mà mình sẽ không quay vô đây đâu. Các bạn hãy xem những clip trước nha các bạn nha, các tập trước nhé. Rồi còn cái loại này thì rất là to các bạn ạ. Nhìn như vậy nhưng mà nhìn trong clip nó như vậy này, nhưng mà khi nhìn thực tế thì nó khá là to các bạn ạ. Và giá của nó là 3.500. Sọc ngựa và tứ vân đợt này phải nói là khá là khủng các bạn ạ. Nói chung là nó to, tương đối to các bạn ạ. Và sọc ngựa thì sẽ là khoảng 8 con, một bịch 10.000 các bạn nhé. 10.000 8 con. Còn tứ vân nó khá là to cho nên sẽ là 10.000 6 con nha các bạn nhé. Còn những em beta này thì giá sẽ là 15.000 một con nha các bạn nha. Các bạn cứ quan sát, cứ cân nhắc và quyết định lựa chọn nha các bạn nhé. Rồi, chúc các bạn cuối tuần vui vẻ.